Hello, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã là mùng 10 rồi. Có hai con số thì coi như là đã hết Tết rồi đúng không ạ? Ngày mai là 11 rồi. Đó. Người ta bảo cứ vẫn còn mùng là còn Tết. Đấy, hết mùng là hết Tết. Đó. Thì hôm nay là mùng 10 đúng không ạ? Mùng 9 hay mùng 10 nhỉ? Thế thì đây là chả quế, thức ăn cuối cùng còn lại ở trong tủ lạnh của nhà Nhung. Thức ăn Tết còn lại cuối cùng ở trong nhà Nhung. Và bắt đầu từ ngày mai hay là từ chiều tối nay thì Nhung sẽ phải đi mua thức ăn mới ạ. Mua thịt mới, mua thức ăn mới cho mình và các bé nữa. Và tự hứa là năm 2022 là sẽ nấu nướng đầy đủ hơn, để ăn uống đầy đủ hơn, đảm bảo sức khỏe cho một năm 2022 thực sự là thành công và rực rỡ trong tất cả mọi lĩnh vực. Và ngay đầu xuân năm mới 2022 thì Nhung đã thấy nó rất là may mắn rồi. Nó rất là may mắn, niềm vui và ân nhân đã xuất hiện ở ngay đầu năm 2022, để cho thấy là một năm rất là nhiều niềm vui, rất nhiều những sự gọi là những cái thành công ngoài mong đợi nó sẽ đến trong năm 2022 này. Và thực sự năm nay cũng là một cái năm mà tuyệt vời đối với bản thân Nhung. Năm con hổ là năm rất là thành công của Nhung đây ạ. Đây, Nhung đang làm món chả cốm cho mình và cho cả các bé cùng ăn, rất là ngon. Đó. Và đây là tóp mỡ thăn. Đó. Tóp mỡ thăn rất chi là ngon. À, bên cạnh thì chiếc máy giặt cũng đang sấy ở chế độ lọc gió cho nên là hơi ồn một chút. Các anh chị sẽ nghe thấy nó, các anh chị và các bạn sẽ nghe thấy nó hơi ồn, cũng rất là mong thông cảm với Nhung nhá. Và cũng bỏ bẵng cái Facebook này lâu quá rồi, hôm nay phải hâm nóng lại thôi. Rất là mong các anh chị và các bạn lượng thứ cho mình nhá. Thời gian vừa rồi là gần như là mình cũng đóng băng đấy, Facebook của cái YouTube này của mình gần như là đóng băng luôn này. Giờ sẽ khởi động lại. Đây là món chả cốm mà cả nhà Nhung đều thích ăn. Từ Nhung này, say sữa này, say sữa là bố của bọn trẻ con này, đều rất là thích ăn. Cho đến bé sữa sữa thích ăn này, sô cô la này, caramel đều rất thích ăn món này, gần như là nghiện luôn. Rất là ngon. Sô cô la ơi. À, bé sữa sữa cũng đang chờ đấy. Bé sữa sữa cũng đang chờ món chả cốm đây ạ. Các bác ơi, cháu sữa sữa đây ạ. Đó, sữa sữa đang chờ món chả cốm. Thế còn sô cô la con có chờ không? Cháu có đấy ạ. Sô cô la là đứa bé nhỏ nhất trong nhà và là cũng đứa bé mà tội nghiệp nhất đấy ạ. Cháu trước khi về đây là cháu hành nghề nhặt rác ạ, cho nên là rất là thương, đáng thương lắm, bé sô cô la đáng thương lắm ạ. Cháu chỉ kiếm ăn bằng cách là đi thơ thẩn ở các thùng rác để cháu kiếm ăn thôi, nên cho nên là cái bé hàng xóm đã nhặt được bé ca sô cô la ở ngoài thùng rác, thế mà mang về nhà nuôi thì Nhung thấy rất là thương bé và Nhung cũng đã đồng ý là Nhung nhận nuôi bé, bởi vì nhà bé bên kia là mẹ của cháu Hiền cũng không cho nuôi thêm một bé nữa, bởi vì bên đấy cũng có một con rồi. Thế nhưng mà thôi thì nhà Nhung thì lúc đầu là cũng lăn tăn lắm, cũng không muốn nhận cháu đâu, nhưng mà sau đó thì quyết định là nhận và nuôi, bởi vì thương cái hoàn cảnh của bé quá. Và món chả quế, chả cốm
chuẩn bị được ăn rồi. Tóp mỡ thì đây là tóp mỡ thăn rất là ngon. Và Nhung đang bị nhiệt đấy, đang bị nhiệt cho nên là không ăn được mắm, chứ nếu mà cái này á, tóp mỡ này mà chấm với mắm thì ngon bá đạo luôn. Ơi sô-cô-la ơi, con ra đây chuẩn bị mẹ rán chả cốm này, cả caramel nữa. Ơi đứa bé đáng thương của mẹ ơi, ra đây, đứa bé đi nhặt rác đâu, ra đây xem nào. Thương lắm, cứ nghĩ là cháu đi nhặt rác mà trời rét như thế này, nhặt cái gì mà ăn. Lúc đầu nó về nó gầy lắm, nó gầy mo được mấy lạng thôi, 7 lạng 6 7 lạng, xong rồi lên dần lên đến 8 lạng, xong đến bây giờ cháu đã lên được cân 6 rồi đấy. Sô-cô-la ơi, sô-cô-la ơi, mẹ rán chả này, mẹ rán chả cốm này. Ô bé thích ăn nhà mình đã ở đây từ bao giờ rồi. Đấy, caramel là bé mèo Tây đấy ạ, bé mèo Tây rất là xinh đẹp ạ. Còn bé sô-cô-la thì là bé mèo Lai, bé mèo Ta Lai. Ôi tóp mỡ này ngon quá, tóp mỡ này mà ăn cơm chấm với cả mà mắm ngon, mắm hạnh phúc thì tuyệt vời, hạnh phúc vô cùng luôn. Nhà Nhung có nước chay nước mắm hạnh phúc ngon lắm, 125.000 một chai, có được có 650, kia là bao nhiêu, 650 nhiêu à? Đó, thế thì tính ra 200.000 một chai, rất là ngon luôn, mắm này ngon, siêu ngon luôn. Rán bằng lửa nhỏ thôi, có 3 thôi, để cho nó không bị cháy. Thì xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nhung, và Nhung xin phép tạm dừng video ở đây.